Thưa các quý vị khán giả này, đấy, đây là quyển sổ những năm tôi vào nghề. Đấy. Vụ đông xuân năm 2000 là đã thành nghề nhé, 15 tháng 11. Đấy. Đây là ghi từng ngày tháng một, đúng y như kiểu sách uống thuốc phòng ngày 9 tháng 10 năm năm 2000 này. Ký hiệu hòm ong này. Đấy. Chúa những ngày nào, hòm số nào. Đấy. Tổng cầu. Đây là vật ký. Thế còn nhật ký ngày tháng đây. Ngày tháng này. Đấy. Đây là số hòm. Đây là năm 2001. Đây số hòm này. Đây. Quay mật vòng 2 đi chú này, bao nhiêu hòm này? Số hòm V này. Đấy. Đã lên tới con 33 hòm, 40 hòm gì. Đây là toàn bộ về cái số hòm này trong mấy năm đầu. Những cái năm đầu là mua ong giống này. Đấy, mua ong giống này hết 1,7 triệu này, 2,3 triệu này. Đấy, của ông nào tổng số là đã bán được ong giống nhá. Đấy, sau 2 năm quyển sổ những năm đầu tôi ghi chép cẩn thận lắm. Đấy, còn đây về cái mặt bên đây nó bị rách mất một ít mà vẫn cứ giữ làm kỷ niệm cho cái nghề nuôi ong. Đấy. Cái năm 2000 là ghi cẩn thận như này, là ghi ngày tháng này, nhiệt độ này. Đấy. Ví dụ này là ngày bao nhiêu, 24 âm này, rét này, nắng này, ấm này, 16 22 độ này. Đấy. Nhiệt độ 16 giờ này là có phấn này là mạnh mẽ mạnh này. Đấy, đây là phải cho ăn nhá. Đấy. Là mạnh vải chua đã nở này. Đấy. Ghi chép cẩn thận như thế này. Đây là những cái năm đầu ghi cẩn thận như thế nhé. Đây là cái năm thứ hai là bắt đầu đi biển này, hoa vẹt nở là đi là ngày bao nhiêu. À, đây ngày mùng 7 tháng 4 thì mùng 7 tháng 4 thì tháng 4 âm năm 2001 này. Đấy, chúng ta nhớ đấy, hoa Việt nào. Tôi ghi chép rất cẩn thận nhé. Đấy. Từng ngày một, ví dụ trong một ngày này, ngày 24 này, nắng ấm như thế nào, cẩn thận như thế, say mê với con ong như thế. Đấy. Đàn ong mạnh khỏe nuôi ấu trùng tốt. Đấy. Được nhưng được cái năm thứ tư là thôi. Đến năm thứ tư là thôi. Đây nó mất cái góc này rồi. Thì mà tôi nhớ là đến ghi được 4 năm liền. Đấy. 4 năm. 4 năm.
mãi là ngày nữa thôi. Đây là năm thứ tư này. Đấy. Năm thứ tư là tổng số là có 160 cầu. Ghi rất cẩn thận nhé. Đàn ong, trại ong nó như thế nào? Đây mùng 1 tháng 12 này. Đấy. Làm rất cẩn thận. Đấy. Xong cái đợt này là hình như là thôi thì phải. À, đây là mới hết năm, mới hết năm 2011, 2001 này. Đấy. Bước đi hoa này, đây là đi lấy mật đay này, đấy, đi vẹt này, hoa vẹt này, chuyển ong xuống tiền hải này, đưa ong về này, chuyển ong lấy mật táo này, đấy. Chuyển ong đưa về nhà chia đàn này. Đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy trong một năm 2001 này. Đây thì những đây là năm 2001, đây những cái năm về sau. Đấy. Đây không biết là năm bao nhiêu nhưng mà quay vòng 2 đã được 110 kg về vòng 2 một vài nhãn này. Đấy. Chắc là đến đấy thôi, chắc là đến đây. Tôi nhớ là 4 năm mà tôi ghi cẩn thận lắm, giờ ghi không gạch. Đấy, còn ghi lấy đây là xăng xe máy này, hồi đấy là cái năm 2003 2004 là 20.000 một lít. Không nhớ rõ là thế nào đấy, là mạnh kiểm soát ngày một, bây giờ thì lại ghi tràn lan hay không, năm nay không biết nữa là năm bao nhiêu, ghi nói chung là ghi được 4 năm nhớ đấy. Hồi đấy là còn quay được mật đay này, mật đay này. Quay mật đay là mạnh này đấy. Nhiệt độ này 25-33 tháng 3 này, à, tháng 4 này, mùng 1 tháng 4 này, mùng 1 tháng 4, 11 tháng 4 này, nó có quay được mật đay này, đấy, là nó cũng mạnh, hồi đấy đi khép kín, nó còn có đay cái, vẫn ghi quyển sổ, ghi được 3 hay là 4 năm đấy. Vâng, kính thưa các quý vị khán giả, thì mấy hôm nay ấy, có một sếp cái chuyên gửi về nói về cái cầu 48, thì cũng nói chuyện nhiều rồi nay làm hẳn video ấy với cái con ông nội, thì cũng tôi cũng giới thiệu rồi, trong trung tâm nghiên cứu ong trung ương Việt Nam ấy có kỹ sư là cố tác giả quyển sách gọi là kỹ thuật nuôi ong nội địa ở Việt Nam, là do kỹ sư là bác Vũ Văn Luyện, là từ năm 1963 là bắt đầu là theo chuyên gia Trung Quốc, thì chuyên gia Trung Quốc người ta đưa cầu 48 năm 64 63 đấy. Sau một năm người ta thấy không ổn định là người ta đến sang năm là người ta chuyển hết sang cầu 42. Đấy. Thì cầu 42 nó tồn tại từ năm 1900 không nhầm thì từ 64 đến bây giờ. Năm nay là năm 2022.
Bây giờ thì cái thời buổi 4.0 thì nó lan tràn, thì nhiều người cũng thử nghiệm, mà trong đó tôi cũng thử nghiệm những ngày đầu khởi nghiệp của nuôi ong thì cũng làm thử rồi, thử hết rồi, nói chung là không thành công. Thì cách đây 1 tháng thì các quý khán giả gọi là của kênh hay là trên YouTube nói về ong, thì cách đây 1 tháng chúng ta thấy đàn ong 42 mà đã sập quần, có những cái đàn mà nó sập chúng ta không, gần như là xóa sổ, không còn đủ quân. Đấy là cái cầu 42. Cầu 42 mà đã như thế thì cái cầu 48 mà chúng ta làm đại trà thì không thể ổn định được. Tôi cũng nói cho sơ sơ thế. Thế là cũng mong là các bạn rồi các bác mới nuôi ong qua kênh còn chớ đi nghe kiểu cái cầu 48 rồi ong nội liên kết nào là một cách xúi con người ta mất vào chỗ chết, mất công rồi mất tiền đầu tư. Này là tôi sẽ lưu diêu là chúng ta là không nên lao vào cầu 48, vì tôi cũng thử nghiệm rồi. Và tất cả là từ Trung tâm Nghiên cứu ong Việt Nam từ năm 1965 đến bây giờ người ta vẫn cứ duy trì cầu 42 là cầu 42. Còn có cái bác gì đây này đi vào cái viện nông nghiệp cái chỗ của ông ạ. Gọi là công ty ong nhiệt đới thì tôi cũng vào rồi. Nhìn cái đàn ong, nói chung tôi đã lắc. Chúng ta cứ chọn những cái đàn giống nhất mà chúng ta được mắt thấy, chúng ta tai nghe. Ví dụ có 10 đàn trở lên là các bạn đã chọn được rồi. Đấy. Thế mà quanh quanh chỗ bạn bè mà khu vực vùng của chúng ta bán kính trong vòng 10 năm 20 cây mà các bạn mà thấy cái đàn nào mà nó tốt hơn thì chúng ta chọn. Nhưng mà theo tôi đấy thì chúng ta nên vào những cái trại ong chuyên nghiệp, người ta nuôi 100 đàn ấy. Mà cứ thấy đàn nào nó đông đông ấy, mà nó tốt đấy, người ta bán cho mình một đàn thì tốt hơn là các bác nuôi nhỏ lẻ chọn giống. Đây là cái kinh nghiệm về chọn giống. Còn cầu 48 tôi cũng nuôi thử rồi, nói chung nó không không tồn tại được. Cũng cách đây 1 tháng thì chúng ta thấy ong bốn cầu 42 còn tụt một cách thê thảm thì cái cầu 48 làm sao mà tồn tại được, mà làm sao lên kế được. Nhà tôi thì không thiếu gì hòm 48, tay làm thợ mộc được. Đây là cái hòm ong ý này. Đấy. Đây là cũng là cái hòm ong ý này. Đây. Đây cái hòm ong ý đây. À. Nuôi ong ý cũng nuôi thử nuôi tại chỗ rồi cũng không thành là thành cái vỏ. Đây. Thành cái vỏ nuôi cầu 42 là phải đóng một cái thang ngang này. Còn chìa ra 4 cái phân này nữa. Đấy. Cái hòm này là hòm 48 nhé. Ông ý cầu 48 như này. Đấy. Đây, 48 này. Này. Đây, kích thước này là đúng 10. Đây, 48 phân này. Hòm 48. Mà ngang cái hòm này người ta rộng là đi 4, trong lòng là 41 phân đi này. Nói chung là không nuôi được để lên các bác mà các bạn cũng không lên nuôi cái loại cầu 48, ai người ta làm cứ kệ họ, không thể tồn tại được. Sáng nãy thì ở đất Thái Bình nó mưa. Thì
cái nuôi ong nhiều người cứ bảo tôi là cái hòm nó bẩn, hòm nó phải bẩn nhá, đây này, hòm bẩn thì chúng ta nhìn thấy mới nhìn thấy cái chỗ này là sâu ăn sáp mà nó vào những cái chỗ này nó đẻ này, đấy, nó chỗ có chỗ chúi nhé, chứ còn chúng ta mà sạch sẽ nó là nó không có chỗ chúi gì là nó sẽ đẻ lên cái xà này, đây, đẻ lên cái xà này, đấy. Trong những cái khe này là đã có hiện tượng là sâu ăn sáp đẻ lên đây này, đấy. Đây, cái đường phân này là của sâu ăn sáp, đấy, đây này. Đấy, chúng ta nhìn rõ. Đây, con sâu ở đây. Đây, con sâu ở đây. Đấy, nó đấy. Nó chui xuống cái này. Thế thì nó không, nó mà có cái chỗ đẻ như thế này thì nó không bao giờ là nó đẻ lên xà và nó đẻ vào cầu bánh tổ, nó làm bị cái bệnh động trần. Đấy, bẩn nó cũng có cái tác dụng của cái bẩn. Thế giờ mà cái hòm này mà sạch nhé, này chỉ có thay cái hòm khác đi gì trong vòng độ khoảng 15 phút là thay xong hòm là xong. Đấy, chúng ta vừa xong thì nuôi ong bao giờ là tôi cũng vẫn cứ để là một cái ít sáp ở đáy hòm chứ không bao giờ tôi làm sạch. Đấy, không bao giờ tôi làm sạch. Đấy, này. Đấy, vẫn có sáp, một ít sáp bẩn vào đấy, không có gì chúng ta nhìn đấy. Đây thì có chú cóc này, chúng ta phải nâng đập cóc nhé. Thế thì đấy là tác dụng là có cái hòm để bẩn cầu 48. Vừa xong cho các bạn xem những năm đầu tôi nuôi ong, ghi chép cẩn thận trong vòng 3-4 năm. Để ủng hộ kênh các bác và các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, hẹn gặp lại.